Andy Chris xin mời tất cả quý vị đến với chương trình Andy Chris Today Show. Bây giờ mà trở lại cái dòng nhạc của anh nhé. Em thấy là thí dụ như cái bài nhạc anh viết là Đêm Cô Đơn hay là Buồn Vương Màu Áo đó, thì anh thấy là ok, nó mình nghe vào đó, mình nghe nó giống như là một cái câu chuyện và nó có một cái tiết tấu rất là văn chương ở trong đó. Ok, nó nhẹ nhàng, nó tình cảm lãng mạn như vậy. Và như vậy đó thì những cái ông nhạc sĩ và những cái thể nhạc mà trước 75 cũng như là sau 75 ở hải ngoại đó thì nó bị phôi phai đi hay không? Nó bị xa với lại khán thính giả, là tại vì sao? Cái làng nhạc, cái thể nhạc mới bây giờ đó là một đúng cái thể nhạc mà giống như anh nói là Mỹ ăn liền, ok, người ta sáng tác overnight. Ok, đó thì nó sẽ, anh có cảm thấy là gọi là mình sẽ bị cũng như bị obsolete không, bị xa thải không? Nam á, vâng. Ở Việt Nam bây giờ quý vị cũng thấy gần đây ai cũng biết, tức là cái phong trào bolero đã bị tận dụng quá nhiều. Những nhạc cũ bolero trước đây đó, bolero mà nhạc hơi bình dân một chút đó, và những cái tác giả đó thì từ từ coi như là qua đời hết. Và vì thế cái dòng nhạc đó là bây giờ nó dường như nó đã khai thác hết rồi, và những người mới trẻ thì lại không biết được cái e đó. Chúng phải nói thẳng vậy, quý vị hiểu là nó phải có những cái gốc gác, phải có những cái nhiều năm nghiên cứu và có cái e trước của 75. Bây giờ khó lắm, đám trẻ bây giờ có thể giỏi nhạc hơn, họ được có dịp. Những nhạc sĩ trẻ bây giờ có những gì rất giỏi về chuyên môn thôi, còn cái sáng tác nó hơi khó ở cái điểm là họ phải có tâm hồn. Còn nếu mà sáng tác không mà nhanh quá và với cái trend ấy, chiều hướng hiện đại, thì nó sẽ là những cái bài mà chúng tôi vừa trình bày, tức là nó chỉ nửa lay lai tàu, nửa lay nhật, nó lung tung hết. Và đó là chưa kể là nhiều khi họ còn biết cách thì họ có thể là họ, nó gọi là mình lấy nhạc đạo nhạc, nhưng mà đạo nhạc cao cấp một chút, có nghĩa là mình dựa trên cái chord progression, cái dòng chuyển hợp âm, rồi mình đặt cái melody trên đó. Cho nên cái đó, cho nên nó có nhiều loại đạo nhạc lắm. Đạo nhạc đó là hơi cao cấp. Còn có những cái bài mà họ chẳng may họ làm giống quá thì chúng ta cũng hiểu là có nhiều bài đã bị đem ra tố rồi. Sau đây chúng ta thấy đó, bị nhiều hiện tượng lắm trong nước đó, thì là lộ liễu quá. Còn có những người ta khôn hơn là người ta chỉ lấy cái dòng chuyển hợp âm, thì có thể dựa trên đó viết một cái e nhạc khác. Thì tương đối là nó khó bị phát hiện hơn. Những cái lớp nhạc mà anh đào tạo, thí dụ như ca sĩ, xong rồi anh đào tạo nhạc để mà sáng tác rồi hoặc là nhạc performance đó, thì anh có cảm thấy là nó vẫn tồn tại hay không? Không, cái nhạc thì bây giờ nó đang là một cái khuynh hướng tốt đó chứ. Tức là có nhiều trường, sau này nhiều trường lắm. Chúng tôi chỉ dạy với cách nhỏ thôi, riêng thôi, nhưng mà đều có nhiều trường nhạc, thì cái đó cũng là một điều tốt cho các em. Và bây giờ chúng ta cũng hiểu là khi cái thế hệ lớn lên thì bắt buộc có một cái thế hệ tiếp nối. Thì bây giờ chỉ có cái là trong cái giới mà trẻ mà tiếp nối đó thì họ cũng chưa có nhiều, chúng tôi thấy ngay cái giới sáng tác chưa có nhiều người mà nổi bật. Vì hoặc dù bây giờ chúng ta có một cách là chúng ta tự lắng xe và không phải bị lệ thuộc trước đây. Trước đây chúng ta phải đi theo đúng channel, còn nếu không rất khó. Thì có những người đã than thở là chúng tôi khó, không có cái cách để mà promote. Ngày nay các bạn đã có cái cách, tức là tự các bạn làm cho hay và các bạn thâu nhạc đầy đủ, xong các bạn làm thành YouTube rồi thật hấp dẫn thì chắc chắn là sẽ được khán giả chú ý đến. Cho em mà Mùi hỏi anh một câu hỏi này nhé, nó hơi personal tí xíu, hơi cá nhân tí xíu. Ok, hy vọng là nó không có đụng chạm trong cái đời sống tình cảm của anh. Cái bài mà Buồn Vương Màu Áo đó, em thấy nhiều cái comment ở trong đó lắm. Vâng, nó có nhiều cái version người ta đặt, người ta nói là ông này, ông nhạc sĩ này là ông viết cái bài này đúng cái tâm trạng ông đang gọi là thất tình, đủ thứ thất hết rồi, thất nghiệp, thất gì lung tung ở trên bông đó. Thì em thấy là nhiều cái comment như vậy, rồi những cái comment mà người ta nói, thí dụ cái người mà thích anh đó thì người ta sẽ khen cái bài đó, một cái hình thức gọi là rất là optimism. Ok, còn nếu mà những người mà người ta không có hiểu được anh, hay là người ta chỉ nghe gọi là thấy gọi là dân gian ngồi ở trong quán cà phê người ta bàn đó, thì những cái comment mà nó bad comment như vậy đó, nó không có đúng với lại cái tâm trạng sự thật của anh. Anh có cảm thấy là anh khó chịu hay không? Không, thường là thực sự thì mình cũng không có đọc trực tiếp đó. Mà thế này, chỉ có thế này, đó là một bài hát thì tất nhiên là nó phải, mỗi bài hát mình nói mà nó có cái số mạng,
giải cái bài đó. Lúc anh viết, anh cũng chỉ viết bình thường, vâng, những người khác thôi. Nhưng mà lúc mới tung ra thì không hiểu sao mà đã được một cái tình cảm của tất cả, vâng, từ ca sĩ đến khán giả. Cho vâng. nên là các ca sĩ cũng hát rất là nhiều. Các ca sĩ hát rất nhiều thì hát cho chúng ta nghe. Vâng. Có thể nói lúc đó, và lúc đó nó chưa có internet. Vâng. Thành ra người ta chỉ có thâu băng. Vâng. Các cái băng lúc đó mình thấy thâu thật nhiều. Vâng. Thì mình hiểu là cái bài này chắc là đúng, vâng, được khán đúng giả thích. Vâng. Lúc đó thì mình không biết các ca sĩ lấy thâu. Thì lúc đó chúng tôi mới qua, chỉ có cái đặc biệt là khi qua Mỹ này đó thì quý vị biết chúng tôi ở 6-7 năm bên Canada rồi sau đó mới qua đây. Thì lúc đó là vào khoảng năm 87 đó, vâng, 87-88 thì khi mà viết bài đầu tiên khi mà tại đất Mỹ đó. Vâng. Còn những bài, có một số bài trước đó anh viết rồi nhưng mà vâng, bên Canada và hồi tới đảo Tị Nạn. Vâng. Thì khi biết qua đó thì lúc đó cái tâm trạng mình thực ra là không phải cái tình cảm như quý vị nghe trong đó thì nó phải đúng, không phải rất tình. Nhưng mà dạ, thực ra khi mà giải thích ra thì nhiều người cũng giật mình vì thế này. Vì thực ra nó chỉ là cái tâm trạng mà khi mới qua đây, vâng, tức là mình chưa có quen ai, mình vâng, cũng chưa có quen cái cuộc sống bên này. Vâng. Mà chỉ là do cái lúc đó mình mê văn nghệ thôi. Vâng. Mình thấy là Cali vui quá. Vâng. Tại vì chúng tôi ở bên một cái tỉnh nhỏ bên vâng, cái Calgary của, vâng, của Canada thì vâng, nó hơi buồn. Vâng. Lúc đó chúng tôi qua đây thì chúng tôi thấy vui quá. Thế vâng, là nhưng mà trong cái tâm trạng mà mình chưa biết cuộc sống có thể là bấp bênh, chưa biết vâng, như thế nào, vâng, chưa biết là mình có viết nhạc có được yêu mến hay là vâng, mình có được ngay mình có được khán giả thích hay không. Vâng. Lúc đó với cái tâm trạng hỗn độn đó thì tôi đã nghĩ đến một cuộc tình. Vâng. Và cái trong đó là cái không phải thất tình mà nói về một tâm trạng một người nữ, một cô vâng, gái. Yeah. Bước lên xe hoa nhưng mà cô ta còn nhiều cái trăn trở vâng, một cuộc tình nào đó mà chưa giải quyết xong vâng, thì tự nhiên cái scenario nó hiện ở trong đầu tôi vâng, và tôi nhớ là bài nó viết khá nhanh chỉ có khoảng nửa tiếng 45 phút, nhưng mà không ngờ khi mình tung ra thì nó có một cái tác động ngay vâng, đó là cái trường hợp mà chúng ta thấy rõ ràng là vâng, cái bài nó trúng một cái điểm nào đó vâng, mà đại đa số cảm thấy như là tác giả nói dùng vâng, nói dùng những cái ẩn ức, những cái về những cuộc tình giang dở như vậy, cho nên vâng, có lẽ vì thế mà cái bài đã được đón nhận. Vâng, em không biết mấy người người ta có cảm tưởng như thế nào, nhưng mà khi em nghe hai cái câu đầu đã buồn vương mà áo hồng yeah, nước mắt theo em dạ, nhưng mà thực ra thì đó là cái đó tình cảm đó, tức là cái cô gái nó phải đi vâng, tâm trạng của đàn bà chứ không phải đàn ông à, ok dạ, quý vị đó là cái điểm bất ngờ mà hôm nay tôi phải thông báo để quý vị biết. Vâng, em chân thành cảm ơn anh, là anh phải clarify, anh cho biết yeah, rõ là cái tâm trạng đó là cái bài đã viết vì một cái cuộc tình của một cô gái là bước lên xe đi về nhà chồng, nhưng đúng mà... chứ còn không phải là mấy ông mà cứ ngồi cứ tưởng tượng đó là vì anh nhạc sĩ Ngọc Trọng anh đang thất tình. Đúng, người ta hay nghĩ như vậy đó, thì cũng nhiều người chúng tôi đã bị hỏi câu này nhiều rồi. Vâng, vâng. Cũng rất là vui được tiếp chuyện và cũng lâu lắm rồi anh em mới gặp lại. Em cũng chân thành cảm ơn anh đã cho quý vị khán giả là một cái cuộc nói chuyện phải nói rất thoải mái và rất là thân mật, cũng như là những cái tình cảm sâu sắc trong những bài nhạc mà anh đã sáng tác. Hy vọng rằng ok, những cái cuộc tình mà số 1, số 2, số 3, số 4 và vân 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 nó sẽ được phổ biến trong ngày mai, đúng rồi, đó là trong tương lai thì anh Định sẽ tung lên trong cái YouTube để quý vị thưởng thức khắp nơi. Vâng. Vâng, thì bây giờ trước khi mà anh em mình chào tạm biệt thì hy vọng rằng ngồi kia sẽ có một cái chương trình nhạc đặc biệt của anh Thảo Quân Cam và hay là ở tại cái sân khấu của hệ thống truyền VBS này sẽ có một cái chương trình để cho cũng như là gửi đến tất cả quý vị những nhạc phẩm mà anh đã sáng tác gần đây nhất. Ok, thì mời anh gửi lời chào với tất cả các bạn. Gửi lời chào toàn thể quý thính giả, cũng xin cảm ơn Chris, lâu nay anh em lại gặp nhau đó, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn gặp nhưng mà những năm gần đây thì vì công việc làm mỗi người đều bận rộn vâng, và chúng ta hy vọng với tình hình khó khăn này thì từ chúng ta mọi chuyện nó bình thường, quý vị vâng, cũng hiểu bây giờ chúng ta đang ở trong tình trạng khá khó khăn vâng, và các chương trình văn nghệ chúng ta sẽ được tiếp tục, chứ bây giờ hiện tại bây giờ chúng tôi hiểu là tất cả các show đều đóng vâng, và từ đây tới cuối năm có thể là tình hình nó hơi ảm đạm một chút, hy vọng sau đó chúng ta sau cơn mưa trời lại sáng. Vâng. Vâng, xin một lần nữa cảm ơn anh Ngọc Trọng rất là nhiều. Và trước khi anh em chúng tôi, nhạc sĩ Ngọc Trọng, ca nhạc sĩ Ngọc Trọng và Andy Chris chào tạm biệt, xin kính chúc tất cả quý vị một ngày thật bình an, hạnh phúc và thành công thật nhiều trên mọi lĩnh vực. Và trước khi chào tạm biệt thì mời tất cả quý vị hãy lắng nghe và thưởng thức một vài nhạc phẩm của nhạc sĩ Ngọc Trọng. Xin chân thành cảm ơn và xin trân trọng kính chào.